Kinh văn. Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết, thì cái sáng suốt sẽ không theo căn, chỉ gá nơi căn mà tánh sáng phát ra. Do đó mà sáu căn được dùng thay cho nhau. Giảng giải. Trước đây tôi đã giảng về việc sáu căn có thể dùng thay cho nhau. Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết, đây là lời khuyên mà Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh trước. Nhữ đảng bất tuần, ông chỉ cần không theo. Đừng theo đuổi sáu trần rồi cặp chúng với cái thấy, cái biết của mình. Nếu quý vị không đuổi theo sáu trần, thì quý vị sẽ thấy như thể là không thấy và nghe như là không nghe, vì mình không bị ám ảnh bởi cảnh giới của sáu trần. Thì cái sáng suốt sẽ không theo căn, nó không giao tiếp với trần cảnh, nên tánh sáng suốt liền hiển hiện. Cái biết, hư vọng phân biệt không còn có mặt trong đó nữa. Tánh giác sáng suốt của chính bản tâm mình không truy đuổi theo các căn. Vậy nên do đó mà sáu căn được dùng thay cho nhau. Tuy nhiên, bản tánh giác ngộ sáng suốt của mình được tìm thấy ngay nơi cửa của sáu căn. Khi tánh giác bản hữu tự hiển lộ, thì sáu căn hữu dụng, tức sáu căn có thể được dùng thay cho nhau. Điều này không thể có nếu quý vị còn dùng vọng minh và vọng giác. Điều này sáu căn hữu dụng chỉ xảy ra khi mình dùng tánh sáng suốt chân thật vốn có của bản giác. Thế là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có tác dụng hỗ tương. Mắt có thể nói và tai có thể thấy. Hôm nay là ngày Phật hoan hỷ. Dĩ nhiên, ngày nào Phật cũng hoan hỷ cả. Nhưng hôm nay là ngày hoan hỷ nhất. Sao vậy? Đây là ngày cuối cùng trong kỳ kiết hạ an cư của người xuất gia. Từ ngày 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 7 âm lịch, tăng sĩ phải an cư ở một nơi và không đi đâu cả. Đó cũng là ngày kỷ niệm ngài Mục Kiền Liên có được thiên nhãn thông. Khi được như vậy, việc ngài làm trước hết là tìm xem mẹ mình đang ở đâu. Ngài thấy mẹ mình đang ở địa ngục và chịu nhiều nỗi khổ. Vì sao mẹ ngài phải ở địa ngục? Vì khi còn sống, bà ta không tin Phật, không chịu lại Phật. Bà ta không tin Pháp, không chịu học Phật Pháp. Bà ta không kính trọng tăng, thậm chí bà ta còn hủy bán tăng đoàn và chê trách sự phạm giới của họ. Bà ta cũng thích ăn thịt và cá, đặc biệt là rất thích ăn trứng cá. Hãy nghĩ biết bao sinh mạng trong một phần thức ăn bằng trứng cá muối. Do vì bà ta không tin và kính trọng Tam Bảo, vì bà ta ăn quá nhiều trứng cá nên bà ta đọa vào địa ngục ngay sau khi bà chết. Trong địa ngục thì chẳng có gì để ăn. Thế nên, khi ngài Mục Kiền Liên có được thần thông, ngài đến thăm mẹ với một bát cơm trên tay. Bà mẹ lấy ngay chén cơm khi thấy được, vì tâm bà quá tham. Nên bà lấy tay trái che cơm lại, để các quỷ đói kia không thấy được mà giành của bà. Bà giấu cơm trong tay áo và chạy tìm nơi để ăn một mình. Nhưng nghiệp chướng của bà quá nặng, đến mức không để cho bà được ăn. Thế nên khi bà bốc cơm cho vào miệng thì cơm hóa thành than. Dù Mục Kiền Liên đã chứng thần thông rồi, nhưng cũng không thể nào giúp mẹ mình được. Không còn làm gì được nữa, ngài trở về cầu xin Đức Phật giúp đỡ. Con phải làm gì để cứu mẹ? Ngài cầu thỉnh. Mẹ ngài đang bị đọa trong địa ngục và cầu xin Đức Phật chỉ bày cách cứu giúp. Đức Phật bảo Mục Kiền Liên, mẹ ông nghiệp chướng sâu nặng, ông không thể nào tự mình cứu được. Ông phải cầu thỉnh chư Tăng trong khắp mười phương cứu giúp, thì mẹ ông mới mong thoát khỏi cảnh khổ và được an lạc.
Thế là từ đó trở đi, vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, việc cúng dường không chỉ để giúp cho mẹ mình trong đời này thoát khổ, được an vui, mà còn giúp độ thoát cho cha mẹ bảy đời, cùng thân bằng quyến thuộc. Pháp hội được cử hành theo nghi thức để chúng tăng chú nguyện cứu giúp cho mẹ ngài Mục Kiền Liên, được gọi là Vu Lan Bồn. Ha ha ha,